giới thiệu với cả nhà này, chiếc quạt này được nâng cấp từ cái cục lõng điều hòa mình tháo ra, là mình lắp vào đây, mình cho nó có 3 số nhá, có công năng điện này, đấy, có công năng nhá, công năng quay rất là rộng, con này cực êm gió nhá, lồng 50 phân. Loại quạt này thì các bạn phù hợp với lại là gia đình này, quán ăn thì cũng không phù hợp lắm đâu, tại vì gió nó bình thường thôi, nó êm gió nhá. Phù hợp gia đình này, mấy lại bàn ăn cơm của các bạn, gia đình dùng đi ngủ các kiểu là phù hợp nhất, vì nó siêu êm gió các bạn. Đấy. Loại này là gió nó thổi ra một chiều thôi nhá. Bạn gió thổi ra một chiều, mình làm quay như này để các bạn mà lấy tay gạt nó không phá được túc lăng các bạn nhá. Con này là có 3 cấp độ số này, có túc lăng điện này, có bánh xe là chỉnh cao thấp thoải mái các bạn. Đây. Đấy, chỉnh cao thấp thoải mái. Con này nó nặng tầm 6 kg là có bánh xe các bạn nhá. Bánh xe, mỗi bánh xe đều có một cái khóa bánh xe. Đây, con này là 1,2 triệu bao ship nhé, 1,2 triệu bao ship các bạn. Đấy, rất là tiện các bạn nhé. Chỉnh cao thấp lên này. Đây có 3 số đây. Khóa bánh xe lại là nó hết trôi. Đấy có 3 số nhé. Tung lăng đây các bạn, gạt cái là ok. Mình để công tắc ở đằng trước này, mọi người dùng rất là tiện, siêu êm gió nha, không có loại nào êm gió bằng cái loại này. Con này 3 số này, có bánh xe, có túc lăng này, cũng chỉ 1,2 triệu là bao ship thôi nhá. Ok, ta đi xong.